Tin nóng xin biết ngày 23 tháng 8. Sao nam tự kết liễu cuộc đời. Thảm cảnh của Lâm Chí Dĩnh. Angelina Baby gây sốt. Nhiệt ba Nhậm Thanh Luân tranh phiền vị. Xin biết hôm nay có gì, hãy cùng chúng tôi điểm qua tại bài viết này. Bộ phim cổ trang đình đám Thương Lan Quyết chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Cửu Lộ Phi Hương do Ngô Thư Hân và Vương Hạc Định đóng chính hôm nay mở điểm đa ban. Phim đạt số điểm cao 7,7 điểm với hơn 188.000 lượt đánh giá, trong đó 5 sao chiếm 35,4%, 4 sao chiếm 35,2%, 3 sao 16,7%, còn lại 1-2 sao. Sau bao ngày nhà hàng khiến cộng đồng mạng đứng ngồi không yên, hôm nay tạp chí Vogue phim chính thức công bố ấn bản xuân hè 2022 với gương mặt trang bìa Triệu Lệ Dĩnh và Cung Tuấn. Hai nghệ sĩ sắp tới sẽ tham gia trong một phim ngắn của Vogue phim có tên Chào Bạn Chào Bạn. Sau tin đồn dính nhiều đến chất cấm, mới đây Hàn Bội Tuyền đã lên tiếng phủ nhận và cho biết mình bị hại. Ngay trong buổi tối, nam ngôi sao livestream tự nhiên lại gây lo lắng khi nói những lời tiêu cực khi bà ơi cháu yêu bà. Sau đó xông ra cửa sổ nghi vấn tự kết liễu cuộc đời, sau đó công an Bắc Kinh đã xác nhận Hàn Bội Tuyền an toàn. Cách đây ít phút, Hàn Bội Tuyền tiếp tục đăng tải trạng thái đừng chửi bà tôi nữa, tôi sẽ biến mất sao cũng được, cầu xin các người. Trước mắt chị luật tư phát triển rất mạnh mẽ, ổn định ở vị trí top 5 tiểu hoa 95. Mới đây trên mạng lan truyền video hôn ngọt ngào của Ngô Lỗi và Châu Vũ Đồng bộ phim Tình Yêu Mà Thôi. Ngay sau đó đoàn phim này đã đăng thông báo, đã báo cảnh sát về vụ việc này vì video này có liên quan tới bản quyền nội dung, được quay lén trong đoàn. Trên mạng hiện đang xôn xao tin đồn Tiên Kiếm Kỳ Hiệp truyện 7 sẽ do Mạnh Tưởng Nghĩa và Đặng Vi đóng chính. Bộ phim Cảm Ơn Bác Sĩ do Dương Mịch, Bạch Vũ đóng chính đã lấy được giấy phép phát sóng vào hôm nay, tổng cộng 40 tập. Angelina Baby tại buổi phát sóng livestream tối hôm qua, nhan sắc của cô nhận về vô số lời khen từ cư dân mạng. Bộ phim Yêu Đương Đi Mùa Hè do Ngô Thiến và Tần Tuấn Kiệt đóng chính xác định 22 tháng 8 lên sóng. Có màn kết hợp ăn ý trong hai phần phim Ngự Sao Ký, cặp đôi Địch Đệ Nhật Ba và Nhậm Gia Luân đã nhanh chóng nhận được sự chú ý từ phía khán giả. Mới đây giữa hai nhà bất ngờ xảy ra tranh cãi liên quan tới vấn đề phiên vị. Ngay sau khi xuất hiện, Tăng này đã neo vị trí thứ hai hot search dù trước đó đã bị xóa một lần. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.